Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, nên tối và đêm qua, khu vực Hà Nội có mưa rông rải rác, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Hôm nay trời tạnh ráo, thời tiết chuyển mát. Sáng sớm trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng từ 24 đến 25 độ, độ ẩm ở mức cao 80%, cảm giác se lạnh. Nền nhiệt nhích tăng chậm theo giờ, đến 10 giờ nhiệt độ tăng lên mức là 27 độ, rồi tăng lên 28 độ vào buổi trưa. Sang đến buổi chiều, nhiệt độ chỉ nhích tăng thêm 1 độ là 29 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay, nhưng cũng không duy trì lâu. Từ 15 giờ, nhiệt độ lại giảm dần. Đến khi trời tối, nhiệt độ ở mức là 26 độ. Độ ẩm ban ngày giảm thấp, chỉ còn từ 53 đến 60%. Các chuyên gia khí tượng nhận định, tháng 11 và tháng 12 năm nay, nền nhiệt có thể thấp hơn 0,5 độ so với cùng kỳ năm ngoái. Đến tháng 1 năm 2025, Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt trung bình khoảng từ 16 đến 17 độ. Với nhiệt độ trung bình ở mức thấp như vậy, thì khi không khí lạnh mạnh tràn về có thể khiến nhiệt độ giảm sâu, gây ra tình trạng rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 0 đến 4 độ C, vùng núi cao có thể dưới 0 độ C. Cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương muối, băng giá, mưa tuyết ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ trong các tháng chính đông. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực tại Hà Nội trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây thành phố từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ Hà Đông nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra tại khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào, ngày không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 11 giờ 55 phút hôm nay.